Bình cà khịa Luyến đúng lúc cô đang chịu bao nỗi cay đắng, uất nghẹn trong lòng. Luyến ba máu sáu cân lao vào như muốn xé xác Bình. Tất nhiên, Bình cũng không chịu để yên cho Luyến, hai bên vật lộn đánh nhau như những lần trước. Lần này, sẵn thùng thanh long bên cạnh, Luyến vớ lấy chát đầy mặt mũi, tóc tai Bình. Kết quả, cả hai người đều thảm thương như nhau. Để thực hiện phân cảnh này, ở phim trường Cuộc đời vẫn đẹp sao, đạo diễn đã bàn bạc rất kỹ với các diễn viên và ekip. Nhiều máy quay được bố trí để có thể bắt được tất cả các góc, tăng độ kịch tính cho phân đoạn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự phối hợp diễn xuất ăn ý của hai nữ diễn viên. Cảnh quay trên phim chân thật bao nhiêu là sự hết mình với vai diễn của Thanh Hương và Minh Cúc bấy nhiêu. Cả hai không ngại chảy da, chảy máu khi thực hiện phân đoạn đặc biệt này. Hai nữ diễn viên còn bị chát đầy thanh long lên mặt và tóc. Chiến lược cụ thể, sự kết hợp chặt chẽ. Một đúp xong ngay trận moi ruột thanh long của Luyến Lươn và Bình bé bỏng, Minh Cúc chia sẻ clip hậu trường và tiết lộ cảnh quay này lửa trên phim nhưng chỉ cần một đúp là xong. Trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Minh Cúc cho biết vì quá nhập tâm nên nữ diễn viên bị thương nhẹ trong quá trình quay. Cô kể, xong cảnh đó, tay chân tôi bị chảy, đến mức khe giữa ngón áp út bị rách mà tôi không hay biết. Trái thanh long thì đầy mặt, tóc bị bết lại. Cả đoàn phải cho chúng tôi đi gội sạch mới vào quay phân đoạn tiếp theo. Nữ diễn viên nói thêm, có nhiều người còn chưa thỏa mãn và muốn nhân vật Luyến ra tay nặng hơn. Đó là điều mà tôi mong chờ vì phim chạm được cảm xúc của người xem. Từng được khán giả yêu mến với vai cô Sâm ở Hương vị tình thân, rồi Thảo trong Đấu trí, Minh Cúc tiếp tục nhận một vai lắm mồm và có chút loè loẹt. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận, với ngoại hình và chất diễn này thì sẽ khó được giao vai chính. Tuy nhiên cô coi đó là thử thách để bản thân nỗ lực và chinh phục. Minh Cúc khẳng định, thực ra dù đảm nhiệm bất cứ vai nào, tôi đều tự tin mình có thể làm được. Chỉ cần có cơ hội tôi sẽ chứng minh điều đó với khán giả và đạo diễn. Vì tôi luôn trân trọng tất cả các vai diễn, cho dù là vai chỉ xuất hiện vài giây. Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.